Ta sang cái phần câu hỏi và bài tập. Thì ở trong cái phần câu hỏi bài tập trong sách giáo khoa này thì thầy sẽ cùng với em giải quyết các cái câu hỏi mang tính chất là gì ạ? Tự luận định tính cũng như là trắc nghiệm nha, cũng như trắc nghiệm. Nào, câu số 1. Câu số 1 là điền các từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau. A là dòng điện là cái gì? Dòng điện là gì? Đúng không? Chấm chấm chấm. Ở đây thì người ta nói là điền gì ạ? Điền các cái từ hay cụm từ thích hợp. Thì rõ ràng chỗ này chúng ta phải điền với câu A, đúng không? Thì chúng ta phải điền là gì ạ? Dòng điện là dòng chuyển rời có hướng của các hạt mang điện. Ok. Như vậy là phải gì ạ? Dòng chuyển di chuyển hoặc là chuyển rời đều được. Di chuyển có hướng của các hạt mang điện. Thế thì có bạn sẽ nói là không, em thích là gì ạ? Là dòng các hạt mang điện di chuyển có hướng. Có được không ạ? Thì đều được em nhá. Dòng di chuyển có hướng của các hạt mang điện hoặc là dòng các hạt mang điện di chuyển có hướng đều được. Ok. Câu B này. Hai cực của mỗi pin hay ắc quy là các cực gì của nguồn điện? Thế đây hai cực. Thì như vậy nó sẽ phải là gì ạ? Là cực dương và cực gì? Cực âm. Các em nhá. Như vậy thì ta có thể trả lời câu B đó là gì ạ? Chấm 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 đây ta sẽ trả lời là dương và âm. Dương và âm. Dương và âm của nguồn điện đó. Ok. Câu C là gì ạ? Dòng điện lâu dài chạy trong dây điện nối liền các thiết bị điện với gì ạ? Nếu mà dòng điện mà muốn lâu dài chạy trong dây điện ấy, nối liền các thiết bị điện thì phải với gì nhỉ? Với nguồn điện. Phải nối với nguồn điện thì mới có dòng điện lâu dài được. Như vậy chúng ta có thể trả lời câu C đây chính là nối với nguồn điện nhá, nguồn điện. Nguồn điện. Đấy là câu số 1 thì chúng ta sẽ điền ba cái cụm từ hoặc là từ như thế. Rồi ta xét cái câu trắc nghiệm 19.2. Là đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây? Đang có dòng điện nó chạy trong vật nào dưới đây? Thế thì các em nhớ thầy cái đặc điểm là muốn có dòng điện thì phải gì ạ? Phải có nguồn điện. Ok. Và nguồn điện này nối thành một cái mạch kín và công tắc đang phải được bật. Nhá, công tắc đang bật. Chứ là chúng ta vẫn cắm cái bóng điện vào cái ổ điện ấy, vào nguồn điện, nhưng mà chúng ta không bật công tắc thì bóng đèn nó cũng không sáng. Và bóng đèn không sáng tức là không có dòng điện chạy qua bóng đèn. Rồi, câu A là một mảnh ni lông đã cọ sát. Thì các em nhớ thầy, mảnh ni lông đã cọ sát thì nó chỉ đang nhiễm điện thôi chứ không có gì ạ? Không có dòng điện nha. Câu B là gì ạ? Chiếc pin tròn được đặt tách riêng trên bàn. Một cái pin mà ta đặt tách riêng, tức là ta có một cái nguồn điện, pin đây chính là nguồn điện, ta đặt tách ra mà không nối thành một cái mạch điện thì cũng sẽ không có dòng điện. Các em nhớ thầy điều đó. Câu C là đồng hồ dùng pin đang chạy. Câu này chúng ta chọn được luôn, đúng không ạ? Đồng hồ dùng pin đang chạy chính là đáp án rồi. Nó đang chạy tức là đang gì đó ạ? Đang hoạt động. Đang hoạt động mà đây là đồng hồ dùng pin, nhưng là đương nhiên là muốn hoạt động được phải có gì ạ? Có dòng điện chạy qua đó. Em nhá. Thế còn câu D này là đường dây trong gia đình khi không sử dụng bất cứ một thiết bị nào. Thế khi chúng ta không sử dụng bất cứ thiết bị nào thì sẽ không có dòng điện chạy qua nó. Rồi. Ta xét cái câu hỏi 19.3. Thì cho hai cái hình vẽ, đúng không ạ? Hình 19.1A mô tả một mạch điện và 19.1B thì mô tả một mạch nước. Đây các em nhìn này. Đây chính là mạch gì ạ? Đây là mạch điện. Đây là mạch nước. Thì cái mạch điện này cũng có nguồn điện này, công tắc này, quạt điện này. Đấy, và các cái dây nối. Thế thì bài sau ấy thì chúng ta mới nói rõ hơn những cái này nhá. Ở đây thì các em nhớ đây là nguồn điện, đây là công tắc, đây là quạt điện, đây là dây nối. Thì nó tương tự như cái gì ạ? Một cái mạch nước sẽ gồm có gì ạ? Có máy bơm nước. Đúng chưa? Có gì ạ? Van nước, chính là cái công tắc đây, khóa đấy. Thì nó gì ạ? Bánh xe nước nó có thể quay, đúng nhỉ? Và gì ạ? Ống dẫn nước. Ống dẫn nước. Rồi. Thế thì từ đây chúng ta có thể trả lời câu hỏi sau.
Hãy ghi sự tương tự vào chỗ trống trong các câu sau đây. Đấy. Thứ nhất này, nguồn điện tương tự như cái gì? Thì chúng ta sẽ phải quay lại một chút. Đúng chưa? Thì chúng ta thấy cái nguồn điện sẽ tương tự với gì ạ? Nguồn điện nó sẽ tương tự với máy bơm nước. Đúng không ạ? Nên chúng ta sẽ trả lời được là gì nhỉ? Cái 19.3. Câu hỏi 19.3. Với câu A thì chúng ta sẽ có cái ý thứ nhất. Cái chấm chấm thứ nhất nó sẽ là nguồn điện tương tự như máy bơm nước. Đấy là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai, ống dẫn nước thì tương tự như cái gì? Thì thầy nghĩ là nhiều bạn trả lời được ngay mà không cần phải nhìn lại hình ảnh. Chúng ta sẽ có ống dẫn nước sẽ tương tự như gì ạ? Như là cái dây dẫn điện. Dây dẫn điện, đúng chưa? Câu thứ ba đó là công tắc điện thì tương tự như cái gì? Thì chúng ta thầy nghĩ là cũng nhiều bạn sẽ trả lời luôn thôi. Đó là công tắc điện thì tương tự như gì ạ? Như cái van khóa nước nhá. Cái van nước. Van khóa. Ok. Rồi, bánh xe nước thì tương tự như gì ạ? Tương tự như cái quạt điện. Chúng ta dễ dàng trả lời được bánh xe nước sẽ tương tự như quạt điện. Dòng điện thì tương tự như gì ạ? Như dòng nước. Em nhá, dòng điện tương tự như dòng nước. Dòng nước là do nước dịch chuyển, còn dòng điện thì là do gì nhỉ em nhá? Dòng điện là do điện tích dịch chuyển, em nhá. Do điện tích dịch chuyển. Điện tích dịch chuyển. Đấy. Thì như vậy là chúng ta hoàn toàn chúng ta sẽ trả lời được các cái câu này thôi. Thầy có thể gì ạ? Chúng ta cùng nhau xét lại đây. Nào, nguồn điện này thì tương tự như máy bơm nước, được chưa? Nguồn điện tương tự như máy bơm nước. Rồi, tiếp theo là dây dẫn điện. Các em nhìn này, cái dây dẫn này. Dây dẫn thì tương tự như gì ạ? Ống dẫn nước. Ống nước. Ống nước tương tự như là gì ạ? Dây dẫn điện. Công tắc điện này thì tương tự như gì ạ? Van nước này. Van nước. Gì ạ? Quạt điện thì tương tự như bánh xe nước. Bánh xe nước tương tự như quạt điện. Dòng điện này, dòng điện chạy trong dây dẫn này thì tương tự như dòng nước đó. Dòng nước chạy trong ống này. Và dòng nước là dòng chuyển rời có hướng của các phần tử nước. Thì dòng điện là dòng chuyển rời có hướng của các hạt mang điện. Thế còn cụ thể các hạt mang điện là hạt gì á, như thế nào á, thì cái bài sau chúng ta sẽ trả lời nhá. Bài sau ta sẽ trả lời cụ thể hơn nữa vào cái mạch điện này. Rồi,